Sáng ngày 11 tháng 7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp với các viện nghiên cứu khoa học trong nước và thế giới khai mạc hội thảo khoa học quốc tế, điện tử lượng tử Turbo, tương tác trực diện. Lễ thắp đuốc khoa học trồng cây Nobel với sự tham gia của 73 nhà khoa học đến từ 13 quốc gia. Đặc biệt, các sự kiện có sự tham dự của hai nhà khoa học tên tuổi lớn trên thế giới, đó là giáo sư Duncan Houdin, Đại học Princeton, Mỹ, đoạt giải Nobel vật lý năm 2016, và giáo sư Đàm Thanh Sơn, người gốc Việt Nam, đang công tác tại Đại học Chicago, đoạt giải Dirac 2018. Giáo sư Nobel vật lý 2016 Duncan Houdin đã chứng kiến chủ trì lễ thắp đuốc khoa học. Ông đã chính thức mang ngọn đuốc khoa học cháy sáng từ tay các nhà khoa học, lãnh đạo trung ương và địa phương để mang lên thắp ngọn lửa lớn với hy vọng ngọn lửa khoa học sẽ cháy mãi tại Việt Nam. Dịp này, hai giáo sư sẽ có buổi làm việc, trao đổi và chia sẻ ngọn lửa khoa học đến với hàng trăm nhà khoa học trẻ, học sinh, người trẻ đam mê khoa học trong nước. Chia sẻ tại buổi khai mạc, giáo sư Đàm Thanh Sơn đã giới thiệu một số sáng kiến mới nhất trong lĩnh vực vật lý hạt cơ bản. Đặc biệt, đưa ra nhiều khái niệm khá mới lạ đối với Việt Nam là vật lý các môi trường đông đặc và các hiện tượng chuyển pha trong vật lý, trong đó có pha turbo. Chiều cùng ngày, giáo sư Duncan Houdin cùng với giáo sư Đàm Thanh Sơn sẽ có buổi gặp gỡ, nói chuyện, lan tỏa tình yêu khoa học đến các bạn trẻ học sinh tại Bình Định, Phú Yên, Gia Lai.